Thưa quý vị và các bạn, hiện nay trên địa bàn tỉnh đang có tình trạng nhiều học sinh điều khiển xe gắn máy có dung tích xi lanh động cơ dưới 50 cm khối, xe mang biển AA, phóng nhanh vượt ẩu, vượt đèn đỏ, không đội mũ bảo hiểm, không gương chiếu hậu, đi dàn hàng ngang, rú ga, đang gây mất trật tự an toàn giao thông. Thế nhưng việc xử phạt hành chính đối với việc học sinh điều khiển xe gắn máy mang biển AA, xe máy điện đang gặp nhiều khó khăn. Tình trạng này ngày càng trở nên đáng báo động và cần có sự vào cuộc sớm của các cấp các ngành. Sau đây là phản ánh của phóng viên thời sự. Giờ tan học, tại các cổng trường và các tuyến đường gần các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh, có hàng trăm chiếc xe gắn máy, biển AA, xe máy điện do các em học sinh điều khiển tràn ra đường. Không mũ bảo hiểm, đi xe tốc độ cao, không nhường đường, không giảm tốc độ khi đi qua ngã ba ngã tư, thường xuyên dàn hàng ngang, vừa đi vừa nói chuyện, là thực trạng đáng báo động hiện nay khi học sinh đi xe biển AA, xe máy điện. Điều này không chỉ gây mất trật tự an toàn giao thông mà còn trực tiếp hoặc gián tiếp gây ra tai nạn giao thông. Hiện toàn tỉnh có trên 4.500 xe gắn máy biển AA dung tích dưới 50 cm khối và hơn 3.500 xe máy điện. Chủ yếu là do học sinh trung học cơ sở, trung học phổ thông sử dụng, điều khiển. Với thiết kế giống hệt các loại xe phân khối lớn và khi điều khiển không cần giấy phép lái xe, nên không ít phụ huynh đã mua loại xe này cho con em đi học. Cái trường hợp mà các cháu điều khiển phương tiện này thì đa số là trẻ, nhận thức về pháp luật an toàn giao thông còn hạn chế. Thì quá trình tham gia giao thông thì một số trường hợp là xảy ra đã gặp thường xuyên, đó là các cháu đi ở trên đường thì thường là đi cái dàn hàng 3, hàng 4, đi ngược chiều các phương tiện khác, thậm chí là lấn sang các cái ngược chiều các phương tiện khác khi tham gia giao thông. Một số cũng không đội mũ bảo hiểm. Một số nữa thì còn quá trình lưu thông trên đường thì còn nô đùa nhau khi tham gia giao thông, thì dẫn đến cái tình trạng là cũng mất an toàn giao thông và các vi phạm về trật tự an toàn giao thông. Thì trong cái thời gian qua thì lực lượng cảnh sát giao thông cũng đã phối hợp với các nhà trường, đặc biệt là trong dịp khai giảng đầu năm, thì cũng tuyên truyền nhắc nhở các cái trường hợp và các cháu điều khiển phương tiện này tham gia giao thông phải chấp hành đúng quy định pháp luật về an toàn giao thông. Để giảm tối đa việc các em học sinh điều khiển xe gắn máy biển AA, xe máy điện gây mất an toàn giao thông cũng như hạn chế nguy cơ gây tai nạn giao thông, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh chỉ đạo các đội phối hợp lực lượng Cảnh sát Giao thông, Công an huyện, thành phố thường xuyên tuần tra kiểm soát, tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cũng như các quy định đối với người và phương tiện khi tham gia giao thông. Phối hợp các nhà trường tuyên truyền nhắc nhở, giáo dục có biện pháp răn đe, cứng rắn hơn khi học sinh nhiều lần vi phạm điều khiển phương tiện xe gắn máy, xe máy điện. Cháu quên mang giấy tờ xe ạ. Hôm nay các chú đã nhắc nhở bọn cháu là lần sau phải mang đầy đủ giấy tờ xe, không được lạng lách đánh võng và đi an toàn. Trong thời gian vừa qua thì đội cảnh sát giao thông thành phố đã tiến hành là tuần tra kiểm soát xử phạt các phương tiện về biển xe AA. Thì trong quá trình làm việc thì anh em thấy là khi các cháu học sinh tham gia giao thông thì thường là không mang theo về căn cước công dân, nên việc ra quyết định xử phạt tại chỗ đối với một số lỗi đơn giản thì là khó thực hiện, tại vì nó phải căn cứ vào độ tuổi từ 16 đến 18 tuổi đấy, để ra quyết định xử phạt. Cái thứ hai nữa là về cái trách nhiệm về của nhà trường về quản lý các cháu, đấy là chưa sát sao, đâm ra là các cháu còn thường xuyên xảy ra các lỗi vi phạm như là không đúng bảo hiểm hoặc là không mang về các giấy tờ xe. Có thể thấy, việc học sinh điều khiển xe gắn máy dung tích động cơ dưới 50 cm khối, xe máy điện không yêu cầu bằng A2 mà chỉ cần đủ 16 tuổi, đang đặt ra nghịch lý về việc không chấp hành luật lệ an toàn giao thông đường bộ. Qua đây, các phụ huynh học sinh, nhà trường cần tuyên truyền nhắc nhở, quản lý chặt chẽ việc con em mình điều khiển phương tiện tham gia giao thông, góp phần bảo đảm trật tự an toàn giao thông chung trên địa bàn tỉnh.